Xin chào mọi người, mình là Ngọc Duyên nè. Thì đây đó nha, sẽ là trang Facebook liên kết với kênh YouTube của mình nè. Thì ở trang Facebook này đó nha, chủ yếu là mình sẽ chia sẻ những cái hình ảnh nè và video liên quan đến cái kinh nghiệm học thi vẽ của mình, những cái bài tập đồ án nè, cũng như là những cái vấn đề, sự kiện xoay quanh cuộc sống thường ngày của mình. Thì đôi khi cũng sẽ có một chút sàm sàm linh tinh nha mọi người. Với lại thì mình nghĩ là bên cạnh cái việc mà mọi người đặt câu hỏi cho mình ở trên YouTube thì bây giờ có trang Facebook rồi, nó sẽ tạo cái điều kiện dễ dàng hơn để cho mọi người có thể thoải mái tự do đặt câu hỏi cho mình nè. Kiểu như mình thấy nha, thì mọi người sẽ thường xuyên sử dụng Facebook nhiều hơn, cho nên cái việc tương tác đó nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Mình thì mình suy nghĩ như vậy đó nha, tại vì bản thân mình thì cũng y chang giống vậy thôi, đâu có khác gì đâu. Ok, thì video này chỉ có vậy thôi. Về cái trang Facebook mà mình mới lập, thì mình hy vọng là trang Facebook này sẽ một phần nào đó giúp đỡ cho mọi người trong cái quá trình học thi vẽ chẳng hạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.